Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở đầu video thì anh em đã được chiêm ngưỡng màn đường hầm, nhưng cuối cùng thì chỉ ra một tiền đạo có chỉ số OVR 109, đó chính là Michael Owen. Thì ngày hôm nay cả server sẽ được free mỗi người một icon trắng. Đây là một cơ hội tốt để cho anh em tân thủ có thể vào mở các clone và tìm những cầu thủ có giá trị cao, xây dựng lại đội hình. Những người nào mới chơi thì rất là ngon, còn chơi lâu rồi thì cũng rất ngon nha anh em. Hôm nay thì ngoài dự đoán của mình, không phải là phổ cập 109 mà cũng đã xả cả icon 110. Rất nhiều người đã mở ra Alexander Nesta, Paolo Maldini, Thierry Henry. Đó là điều chắc chắn. Sau khi nhận ở phần pháo hoa thì anh em sẽ check thư và sẽ nhận được quà. Đây, bây giờ mình sẽ đi check giá để xem ngày hôm nay có xả 111 không nha anh em. Johan Coy thì có một người đặt min. Đây là Garincha. Mạng rất là lag, Garincha có 4 người đặt min. Theo mình thì có xả cả hàng 111, nhưng mà xả nhỏ giọt thôi anh em ạ. Cũng như là các gói anh em ở trên FIFA Online 4 thôi, có tỷ lệ nhỏ ra thôi. Còn phổ cập vẫn là xả 110. Đây anh em nhìn nhé, xả 110 rất là nhiều luôn. Xả 110 cực kỳ nhiều. Ruud van Nistelrooy thì mới thấy một người đặt min. Còn đây là trường hợp của Thierry Henry. Thierry Henry có 14 người đặt min anh em ạ, xả rất nhiều 110, cơ hội tốt để cho anh em ta có thể vào sắm cho mình những cầu thủ ngon. Nemanja Vidic thì không cần phải nói rồi. Các cầu thủ OVR 109 thì hôm nay sẽ về giá đáy. Giá đáy sẽ vào khoảng tối hôm nay hoặc ngày mai anh em ạ. Ngày mai là đáy, tối hôm nay thì cũng chưa chắc. Đây là Javier Zanetti. Mình chỉ xem một số cầu thủ hàng đầu thôi, vì có một điều chắc chắn là hôm nay tràn lan các cầu thủ OVR 109 luôn. Van der Sar giá mình nghĩ tầm khoảng 4-5 triệu. Và Trick Vieira mình check lại các cầu thủ 111 xem nào. Đây anh em nhìn có một số xả min, có xả min tức là anh em có thể mở được ra, và mình đã check ở trên group rất nhiều anh em mở ra cầu thủ ngon rồi. Ở cuối video thì mình cũng nhắc anh em là nếu anh em nào muốn mua thì hãy để sang ngày mai mua. Ngày hôm nay thì nếu mà được thì anh em cứ tạo clone để cày thôi. Còn mua về đội hình chính thì để ngày mai mua. Ngày mai thì giá mới là giá đáy nha. Còn hôm nay thì chưa. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em mở ra những cầu thủ có OVR cao và xây dựng đội hình của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều.